Ok, xin chào tất cả anh em ha. Chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia La nha. Thì chúc mừng ngày mai thì đang có hai cái bình xịt điện anh em của hiệu Yamazuki. Và cái bình xịt điện này thì nó 20 lít nha và có một cụ bơm và hai cụ bơm để anh em lựa chọn. Thì theo Thiền thấy thì anh em dùng bình xịt điện như thế này á thì đa số anh em dùng hai cụ bơm ha, nhưng mà thì vẫn với loại một cụ và hai cụ để tùy nhu cầu của anh em. Anh em nào thích dùng loại một cụ bơm thì dùng, còn thích loại dùng loại hai cụ bơm thì dùng nha. Thì ưu điểm và nhược điểm của hai cái loại này thì nó cũng không có ưu điểm và nhược điểm gì lớn lắm đâu anh em. Chẳng hạn như cái một cụ bơm thì nó sẽ tiết kiệm được pin hơn và anh em dùng được nó sẽ khoảng thời gian nó sẽ lâu hơn, nhưng mà cái áp nó sẽ yếu lại nha anh em. Còn cái áp đầu ra anh em nó sẽ yếu lại hơn một cụ bơm, hai cụ bơm. Hai cụ bơm này thì áp nó khỏe hơn nhưng mà cái khoảng thời gian sử dụng thì nó sẽ được ngắn hơn cái loại một cụ bơm nha. Nói chung tùy anh em, nếu anh em mà chúng ta dùng nhu cầu xịt thuốc không quá cần sự mạnh khỏe thì anh em dùng một cụ bơm được rồi. Còn anh em thích dược khỏe, thuốc tơi, thuốc đỡ theo thuốc này nọ thì anh em dùng hai cụ bơm nha. Và hiện tại thì anh em dùng cái loại hai cụ bơm nhiều hơn. Cái màu vàng này thì nó cái một cụ bơm anh em nó sẽ có cái hiệu Yamazuki này nó có màu vàng và màu xanh luôn. Còn hai cụ bơm này thì chỉ có màu xanh thôi nha. Và anh em mời lại anh em mà gần đi, chúng ta xem được phụ kiện chúng ta có là gì nha. Về cái bình một cụ bơm và hai cụ bơm thì phụ tùng phụ kiện nó như nhau luôn em, nó chạy khác nhau cái gì luôn. Chúng ta đều có sạc nè, đều có dây đeo nè, một cái bịch ha, bịch trong này thì chúng ta sẽ có những cái béc để phun anh em ha, hai béc, một béc rồi cái loa ha, đó là một bộ chúng ta sẽ có như vậy. Còn về cái nhận diện bên ngoài thì bên ngoài nếu mà anh em nhìn ở trước như thế này là anh em không biết được luôn á, bởi vì thông số của nó là nó in như nhau luôn ha. Nhưng mà cái loại một cụ bơm thì nó sẽ dây nó thẳng ra luôn em. Còn cái hai cụ bơm thì anh em sẽ tháo nối được ở đây nha. Và hai cụ bơm chắc chắn rồi, nó sẽ có hai cái công tắc ha, để anh em có thể khởi động ha, hai công tắc. Rồi anh em dùng một cụ bơm thì anh em bật một cái công tắc, còn anh em dùng hai cụ bơm thì anh em bật cả hai nha ha. Còn bên cái một cụ bơm thì chúng ta chỉ có một cái công tắc bật thôi anh em, và nó đều có cái công tắc vặn nha anh em. Vặn anh em nếu anh em dùng muốn kiểu như là áp suất mạnh yếu á ha, thì anh em có thể bằng căn chỉnh ở đây đó. Rồi còn về cái này thì nó trang bị cho anh em là cái tay bóp luôn ha, nó sẽ tiện lợi hơn cái loại dạng khóa nha. Đây giờ anh em ra xin một lùi một tí đi để Thiền thử cho anh em xem nè. Như này là đang sử dụng hai cụ bơm nha anh em ha. Đó thả ra thì chắc chắn rồi nó sẽ ngắt nha, và anh em muốn nó chết thì bóp lại đè vô thì nó sẽ chết luôn cho anh em như thế này ha. Thì chúng ta dùng nó đỡ vào tay hơn cho anh em xịt nhiều. Còn anh em dùng ví dụ như mình xịt một số cái gì đó rồi mình đi tiếp chỗ khác á, thì chúng ta cứ dùng bóp bình thường như thế này thôi ha. Và nếu mà chúng ta muốn dùng một củ thì chúng ta tắt bớt một công tắc đi thì nó sẽ yếu lại nha anh em, chắc chắn rồi đó ha, nó sẽ yếu lại ha. Hoặc là chúng ta có thể chỉnh cái volume mạnh yếu ở đây đó, chỉnh ở đây ha. Rồi cái một củ bơm thì nó cũng vậy thôi anh em, nó cũng là công tắc như vậy thôi, không khác nhau gì hết. Nhưng mà chắc chắn rồi xuất đầu ra nó sẽ yếu hơn nha. Đây. À, yếu hơn thì chắc chắn yếu hơn hai cụ thôi chứ còn nó cũng không có chênh lệch nhau nhiều lắm đâu nè. Đây. À, cái bên phải thì nó là cái hai cụ bơm nha, còn cái này là một cụ bơm này, cái này là một cụ bơm này. Đó. À, chắc chắn nó sẽ có yếu hơn nha, nhưng chênh lệch nhau thì không cũng không có nhiều lắm. Đó. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Giờ thì báo giá cho anh em luôn. Cái loại hai cụ bơm của Yamazuki này thì sẽ là 1 triệu thì sẽ miễn phí vận chuyển tặng nhà cho anh em nha. Và kiểu này đủ đồ cho anh em hết. Còn cái hai cụ bơm thì là 1 triệu, còn cái một cụ bơm kia thì nó rẻ hơn 125 ngàn, anh em là 875 ngàn, cũng là miễn phí vận chuyển cho anh em luôn. Anh em nào quan tâm về những cái này thì có thể liên hệ số điện thoại dưới phần thiện hoặc là số điện thoại dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về những cái đầu bình xịt điện này. Để thêm thông tin nhé, anh em xem video bấm đăng ký kênh thông báo để mỗi lần một thiện ra video mới thì biết và xem cảnh những sản phẩm bên thiện nha anh em. Xin cảm ơn các anh em xem video, hẹn gặp anh em video tiếp nhé.